Cái Thi đã yêu ai chưa? Đã có cái mối quan hệ nào mà tính đến chuyện lâu dài chưa hả bạn? Mình cũng không muốn Khánh Thi yêu sớm, muốn là nó tìm thấy ai phù hợp mà yêu một lần rồi cưới luôn. Bạn dở hơi à? Con gái nuôi lên cả một đống bao nhiêu công bao nhiêu của mà. Thôi nghe này, các cụ bảo rồi, yêu 50 chọn 10 mới lấy một. Điên thì mới yêu lại lấy luôn. À, Sa này, để mình nói với anh Khang xem, ở trong công ty anh ấy có rất là nhiều các kỹ sư trẻ, giới thiệu cho cái Thi nhà mình một anh. Nhờ. Thâm à? Sao? Khánh Thi nó cũng làm ở đấy mà. Kỹ sư ở đấy nó biết mặt hết rồi, còn phải chờ bạn giới thiệu. Mà Sa này, tôi thấy Khánh Thi nhà mình ý, cứ tầm mấy kỹ sư bên anh Khang ấy là hợp đấy. Chứ... Ý của Nguyệt nói là thực ra đã là nhân viên của anh Khang thì chắc chắn là anh ấy sẽ hiểu về hoàn cảnh, gia thế. Cho nên là bạn cứ yên tâm. Chuyện của con với thằng Long dạo này thế nào rồi? Vẫn bình thường. Con phải tác động nhiều hơn nữa. Thái độ rõ ràng, lờ nhờ mãi như thế không được đâu. Con tưởng trời có sụp xuống cũng không làm cho mẹ phải thay đổi sắc mặt chứ. Vậy mà mấy bà bạn thân đã có vài câu đã khiến mẹ phải bức xúc rồi. Con nhất định phải lấy được thằng Long. Con phải vào được gia đình của nó. Đó là con đường nhanh nhất, phù hợp nhất với con. Thằng Dũng em con cũng sắp học xong rồi. Con vào được đó sẽ thuận tiện cho việc xin việc của em con. Mẹ không phải lo. Con cũng muốn ra khỏi cái nhà này lắm rồi. Thế cho nên hai mẹ con ta phải phối hợp tốt hơn nữa. Vâng ạ. Cả công lao nuôi dạy của mẹ con cũng sẽ trả mẹ hết.